Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Ca trong chuyên mục thứ 7 đặc biệt săn xe ngày vàng ngập tràn ưu đãi. Và ngày hôm nay Hà Nội Ca chúng tôi tiếp tục mang đến 3 siêu phẩm trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung bán cực tốt tại Việt Nam. Đây là chiếc Lexus ES250 2017, Mercedes E200 2017 và tuyệt vời nhất là Lexus ES250 2019, một chiếc xe mang màu đỏ cực kỳ độc và lạ. Như quý anh chị và các bạn đã biết, với mỗi chiếc xe bán ra của Hà Nội Ca thì chúng tôi cân nhắc rất kỹ về mức giá nhập xe, mức lợi nhuận cũng như là mức giá chào bán thông thường. Ngày thường Hà Nội Ca đã có những mức giá rất dễ chịu cho tất cả các xe bán ra. Tuy nhiên, đến với chương trình thứ 7 đặc biệt, chúng tôi luôn đưa ra những mức ưu đãi có thể nói là vượt xa so với thị trường. Chúng tôi xin cam kết không có bất kỳ một chiếc xe, một doanh nghiệp nào cùng thời điểm có được mức giá tốt hơn trong chương trình thứ 7 đặc biệt của Hà Nội Ca. Ví dụ, với chiếc xe Lexus ES250 2017 này, ngày bình thường chúng tôi đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 790 triệu. Tuy nhiên, trong chương trình thứ 7 đặc biệt, mức giá của chiếc xe này chỉ còn là 1 tỷ 680 triệu. Hay như chiếc Mercedes E200 2017, ngày bình thường chúng tôi chào bán với mức giá là 1 tỷ 485 triệu. Tuy nhiên, trong chương trình thứ 7 đặc biệt, chiếc xe này chỉ còn ở mức giá 1 tỷ 399 triệu. Và đặc biệt nhất là chiếc Lexus ES250 màu đỏ 2019. Ngày bình thường chúng tôi chào bán với mức giá 2 tỷ 390 triệu. Tuy nhiên trong chương trình thứ 7 đặc biệt, chiếc xe này sẽ được Hà Nội Ca chào bán với mức giá là 2 tỷ 330 triệu. Với 3 mức giá cực kỳ tuyệt vời trong thứ 7 đặc biệt, chúng tôi còn đưa ra một chương trình khuyến mại chắc chắn sẽ khiến tất cả quý anh chị và các bạn hài lòng. Chúng tôi sẽ miễn phí hoàn toàn 100% tất cả các chi phí liên quan đến việc rút hồ sơ, sang tên và vận chuyển xe tại nhà quý anh chị và các bạn. Nghĩa xin phép được điểm danh lại 3 chiếc xe sẽ xuất hiện trong chương trình thứ 7 ngày hôm nay. Lexus ES250 2017 giá chỉ còn 1 tỷ 680 triệu. Mercedes E200 2017 giá chỉ còn 1 tỷ 399 triệu. Và Lexus ES250 2019 giá chỉ còn 2 tỷ 330 triệu. Sau đây thì Nghĩa xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn về 3 chiếc xe này. Đây là chiếc xe đầu tiên mà Nghĩa muốn gửi đến quý anh chị và các bạn trong chương trình lần này. Đây là chiếc Mercedes E200 2017, một trong những chiếc xe có thể coi là khởi đầu nhà E-Class. Với cái dòng xe E-Class này thì như quý anh chị và các bạn biết, đây có thể coi là dòng xe chuẩn danh nhân, nằm trong cái phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. E200 thì nhìn chung nó có một cái kiểu thiết kế nó khá là doanh nhân. Quý anh chị có thể nhìn thấy như ở phần logo này, nó sẽ dựng ngược lên capo, hay cái mặt ca lăng với những cái thanh nan cỡ lớn như này, nó tạo chiếc xe có một cái vẻ khỏe khoắn sang trọng. Và nhìn từ cái điểm này chúng ta thấy rất nhiều những cái đường nét liên tưởng đến mẫu xe cao cấp nhất nhà mẹ, đấy là những chiếc S-Class. Hệ thống đèn này hoàn toàn sẽ là đèn full LED. Với hệ thống giải đèn của E200 thì mình sẽ có thêm hai cái giải đèn LED nhận diện cái dòng xe như này, rất là chuẩn xác. Công nghệ đèn sẽ là LED High Performance, để cho cái cường độ chiếu sáng cực kỳ tốt. Nằm phía dưới nắp máy này thì quý anh chị và các bạn sẽ có một khối động cơ phải nói là khá mạnh mẽ trong phân khúc. Động cơ 2.0 và chúng ta có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ mất khoảng 7,7 giây thôi. Thì nhìn chung E200 2017 là một trong những chiếc xe được đánh giá hoàn thiện về mặt thiết kế, về tiện nghi cũng như cảm giác lái khá tốt. Bây giờ thì Nghĩa mời anh chị chúng ta ngó qua một chút về khoang không gian nội thất của chiếc xe này nhé. Hàng ghế thứ hai của chiếc E-Class thì có lẽ là không gì để chê cả. Chúng ta chỉ có thể phàn nàn về kích thước hàng ghế thứ hai của những chiếc C-Class thôi. Còn riêng đối với dòng E này thì quá rộng rãi, thoải mái. Ghế rất là ôm người. Khoảng để chân, trần cao thoáng. Các chi tiết nhỏ ví dụ như là rèm che nắng bên hông. Đây là những chi tiết phải nói là nhỏ nhưng mà rất quan trọng. Quý anh chị có thể thấy là những cái chi tiết ốp gỗ này. Đấy, và gỗ này thì là gỗ kiểu dạng gỗ óc chó nhá, gỗ nguyên bản, không bám vân tay, nó rất bền màu với thời gian. Thì đây là một trong những cái điểm phải nói là rất tuyệt vời của cái dòng xe Mercedes, và nó có một cái hương thơm. Nhìn chung với cái dòng xe Mercedes này thì nó có một cái hương thơm cực kỳ đặc trưng. Đấy. Cửa gió điều hòa cho ghế thứ hai này, điều hòa đa vùng độc lập, đây là những điểm chúng ta sẽ thường xuyên nhận thấy ở những chiếc xe Mercedes cấp cao như thế này. Có một điểm đáng chú ý là với dòng xe E-Class này thì quý anh chị và bạn sẽ có một hệ dẫn động cầu sau đi kèm một số 9 cấp. Do đó mình sẽ có mấy cái phần trục các đang nó nhô lên như thế này, và nó vô tình trở thành một trong những cái điểm mà nhiều khách hàng không thích khi mà mình ngồi tại cái vị trí thứ ba ở cái hàng ghế thứ hai này. Thì đây chính là cái khoang hành khách thứ hai của chiếc E-Class nhé. Và thì Nghĩa mời anh chị chúng ta ngó qua một chút về khoang cabin. Đây, quý anh chị có thể thấy được cái nét sang trọng và doanh nhân trên chiếc E200 2017 này. Những cái chi tiết như kiểu là sơn đen bóng theo kiểu của màu piano này, hay là đồng hồ trung tâm chính giữa này, cùng với đó là hệ thống gỗ, ốp gỗ phải nói là rất đẹp. Đèn viền nội thất cũng là thứ không thể thiếu trên mẫu xe E200 này. Với chiếc E200 2017 này thì nó đã lăn bánh đâu đó khoảng hơn 6 vạn rồi. Nên nhìn chung thì chúng ta sẽ không có một chiếc xe phải nói là mới về mọi mặt. Nhưng mọi chi tiết nó vẫn chưa bị nhiều dấu ấn của thời gian và vẫn là một trong những sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. 1 tỷ 399 triệu, anh chị em mình sẽ có một chiếc xe như thế này, xong xuôi toàn bộ thủ tục và giao xe tại nhà cho quý anh chị và các bạn nhé.
xe sẽ vẫn được hỗ trợ trả góp khoảng 70% giá trị xe. Nên là anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp Nghĩa khoảng tầm chưa tới 500 triệu là mình có thể sở hữu được mẫu xe này rồi. Một sự lựa chọn tuyệt vời với những người yêu thương hiệu Đức, yêu Mercedes. Đây là chiếc xe mà Hà Nội Ka đưa ra mức ưu đãi tuyệt vời nhất trong chương trình thứ 7 này, giảm tới 110 triệu so với ngày thường và bao toàn bộ các chi phí rút hồ sơ sang tên cũng như là vào biển và vận chuyển xe tại nhà. Chiếc Lexus S250 2017 này thì hiện tại Hà Nội Ka trong những ngày thường chúng tôi chào bán với mức giá là 1 tỷ 790 triệu. Còn riêng trong chương trình thứ 7 này, mức giá của chiếc xe này chỉ còn 1 tỷ 680 triệu quý anh chị nhé, giảm tới 110 triệu. Để nói về Lexus S250 2017 thì anh chị thấy là những cái đường nét thiết kế Lexus thì chắc chắn vẫn không lẫn vào đâu được. Điển hình nhất vẫn là cái phần mặt ca lăng hình con suốt như thế này. Ở hai bên mình sẽ có cái cụm đèn được thiết kế chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ. Đèn sẽ là đèn projector dạng bóng chiếu, đèn LED bao quanh như thế này, đảm bảo được cái độ sáng cũng như là cái tính thẩm mỹ rất là cao. Ở phía dưới nắp máy thì anh chị sẽ có một khối động cơ, và động cơ của Lexus thì luôn thiên về cái tính bền bỉ cũng như là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với mức động cơ này thì 1 triệu km sẽ là cái mốc thường thấy trên những cái dòng xe Lexus, và động cơ vẫn hoạt động cực kỳ trơn tru và hiệu quả. Nghĩa sẽ mời anh chị chúng ta ngó qua một chút về khoang không gian nội thất của chiếc Lexus ES250 2017 đã. Chiếc Lexus ES250 này thì anh chị thấy là ngoại thất màu đen, nội thất bên trong màu kem sáng. Và nói đây là những cái màu sắc mà Nghĩa nghĩ là trong 3 chiếc xe ở cái thời điểm mà Nghĩa đưa ra này, trong thứ 7 này, mỗi một chiếc xe sẽ có những cái màu nội ngoại thất khác biệt nhau. Chiếc E200 sẽ là màu trắng nội thất đen, chiếc ES250 2017 này là màu đen nội thất kem, và đặc biệt chiếc cuối cùng màu đỏ nội thất nâu da bò. Thì tí nữa Nghĩa sẽ mời anh chị chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Đây, quay trở lại với chiếc Lexus ES250 2017 này. Hàng ghế thứ hai rộng rãi, thoải mái, tuyệt vời, gần như không có gì để chê cả. Toàn bộ cái hệ thống điều hòa hay rèm che nắng phía sau chỉnh điện cũng như là âm thanh giải trí thì chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển ở đây. Đấy. Nếu anh chị đã từng sử dụng qua những mẫu xe sát với Lexus ES250 nhất, chính là chiếc Toyota Camry 2.5Q, thì sẽ thấy những cái điểm khá là tương đồng. Những cái chi tiết nhỏ như thế này, rèm che nắng cũng là những cái chi tiết nghĩ là rất đáng giá trong cái mùa hè này. Và anh chị có thể thấy là ghế của Lexus này, đây, rất là mềm, 2017, nội thất màu kem nhưng vẫn giữ được cái vẻ sang trọng cũng như là cái sự sạch sẽ. Anh chị có thể thấy là quá tuyệt vời khoang không gian thứ hai này, đây, ngồi cực thích nhá. Anh chị có thể thấy đây, toàn bộ cái khu vực này mình sẽ không bị cản trở bởi cái trục các đăng giống như chiếc E200 2017. Anh chị nào thích ngồi hàng ghế thứ hai thì Nghĩa nghĩ là cái hàng ghế thứ hai trên Lexus ES này nó có phần thoải mái hơn và tiện nghi hơn một chút, êm ái hơn so với những chiếc xe đến từ nước Đức. 2017 và chúng ta vẫn có một chiếc xe ghế lái, ghế phụ chỉnh điện nhớ 3 vị trí. Đấy, nhớ luôn cả vị trí vô lăng, hương. Anh chị có thể nghe thấy cái tiếng máy của những chiếc Lexus phải nói là nó rất là êm, cực kỳ êm luôn. Nghĩa đọc được đâu đó về một câu chuyện về những chiếc xe Lexus này. Các hãng xe thì luôn tìm cách giảm thiểu tiếng ồn bằng cách là có thể là thêm các vật liệu cách âm này. Nhưng mà điều đó thì nó khiến chiếc xe nó có một cái trọng lượng lớn hơn và vô tình nó trở nên nó tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn. Nhưng đối với Lexus này thì Nghĩa nghe một câu chuyện về việc mà các kỹ sư của Lexus ấy, người ta sử dụng thậm chí cả những ống nghe của các bác sĩ để người ta nghe chi tiết xem vị trí nào, chi tiết nào ở trong khoang động cơ nó gây ra những tiếng ồn mà người ta tìm cách xử lý một cách triệt để nhất. Đấy chính là lý do tại sao mà động cơ của Lexus nó luôn êm nhất, phải nói là êm ái nhất trong số tất cả những cái mẫu xe sang mà Nghĩa đã từng trải nghiệm. Với chiếc Lexus ES250 2017 thì anh chị thấy là cái màu sắc về cái việc phối kết hợp tông màu ấy, nó sẽ là cái màu kem sáng với những chi tiết ghế da nhựa này. Đấy, những cái đường nét như thế này nó sẽ là màu kem sáng. Ngoài ra thì gỗ này, kim loại này và táp lô sẽ sử dụng cái màu nâu nó đậm hơn một chút. Đây là một kiểu kết hợp tông màu mà Nghĩa nghĩ là lúc đầu tiên chúng ta nhìn thấy sẽ cảm nhận được là thực sự tinh tế, những cái màu sắc người ta chồng khớp lên nhau cực kỳ tuyệt vời. Ghế này may đo tất cả các thứ rất cẩn thận, chi tiết tỉ mỉ, thủ công. Gỗ ốp như thế này nữa, trải qua khoảng 3-4 năm sử dụng và nó vẫn giữ được cái độ mới như thế này. Chiếc Lexus ES250 2017 này thì nó sẽ có một số tiện nghi mà Nghĩa muốn trao đổi với anh chị sau đây. Đầu tiên này, vô lăng trợ lực, biến thiên theo tốc độ này, có cruise control ngay trên vô lăng luôn. Ốp gỗ bọc da rất là cẩn thận, cầm nắm cực kỳ thích anh chị nhé. Khu vực này sẽ là màn hình giải trí, nó sẽ làm đẩy thật sâu tận vào trong, và điều này thì nó khiến cho chúng ta nhìn nó không bị quáng này, nó không bị chói, và mình có vẻ tập trung hơn khi mình lái xe, đỡ đập trực tiếp vào cái khu vực mắt này. Dĩ nhiên là càng ngày thì cái việc mà thiết kế cái phần màn hình nó lồi ra, nó sát với người lái hơn, nó cũng sẽ là một trong những cái xu thế thiết kế mới và nó sẽ xuất hiện trên chiếc Lexus ES250 2019. Một lát nữa thì Nghĩa sẽ mời anh chị ta cùng đón xem. Lùi xuống phía dưới này vẫn là chiếc đồng hồ quen thuộc của Lexus này, khu vực điều hòa này, rồi là thông tin nghe nhìn giải trí. Ở chế độ lái mình sẽ điều khiển thông qua cái nút xoay tại vị trí này, hộp số này,
Đấy, rồi một số tiện nghi khác ví dụ như là rèm che nắng này hay là làm mát ghế thì chiếc xe này vẫn được trang bị rất đầy đủ. Cửa sổ trời cũng là cái chi tiết chúng ta không thể bỏ qua được. À, có một điểm mà Nghĩa thấy là thiếu trên chiếc xe này mà có nghĩa là phân vân nhất chính là hệ thống phanh tay điện tử, thì trên chiếc Kia Sorento S250/2017 xe vẫn chưa được trang bị phanh tay điện tử anh chị nhé. À, ngay sau đây thì Nghĩa sẽ mời anh chị chúng ta hãy cùng đến với một mẫu xe nó sẽ đáp ứng tất cả những cái nhu cầu nâng cấp thêm về option tiện nghi cũng như là trang thiết bị tính năng, và phải nói là một chiếc xe có màu sắc nội ngoại thất rất đẹp. Mời anh chị chúng ta hãy cùng đến với chiếc xe tiếp theo. Và cuối cùng đây là chiếc Lexus ES250/2019. Quý anh chị và các bạn lưu ý là trong thời điểm 2019 thì đối với dòng xe Lexus ES250 này chúng ta sẽ có hai form mẫu chia làm đầu năm và cuối năm, thì chiếc xe này nó rơi vào trường hợp thứ hai, đây là form mẫu mới và thời điểm ra mắt là cuối năm 2019. Ở đây thì quý anh chị có thể nhận diện thấy những cái nâng cấp khá là đáng kể trên dòng xe này. Ví dụ như là đèn 1 bi thì đã chuyển thành đèn 3 bi full LED này, có chức năng thích ứng rất là thông minh. Ngoài ra thì xe được bổ sung thêm rất nhiều trang bị công nghệ an toàn, ví dụ như là cảnh báo điểm mù bằng radar này, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, đấy, cảnh báo chuyển làn an toàn, cùng với đó là phanh khoảng cách hay là Cruise Control Adaptive. Thì đây là những tính năng phải nói rất tuyệt vời trên một chiếc xe 2019 phiên bản mới. Với chiếc xe này thì Nghĩa cũng chia sẻ với anh chị một chút là nếu anh chị lướt đâu đó thấy những cái thông tin đang bán về dòng xe ES250/2019 này thì phân biệt giúp Nghĩa, đặc biệt là về form mẫu mới và cũ, bởi vì nó có thể chênh lệch nhau đến cả vài trăm triệu đồng. Với chiếc xe này thì bên Hà Nội Ca Nghĩa trong chương trình thứ 7 chỉ chào bán mức giá 2 tỷ 330 triệu, bao toàn bộ tất cả các chi phí sang tên đổi chủ cũng như giao xe tại nhà cho quý anh chị và các bạn. Anh chị có thể thấy là xe thì đang mang biển số Hà Nội đấy, và nếu anh chị có nhu cầu đăng ký sang tên tại Hà Nội thì biển số sẽ được giữ nguyên, còn nếu anh chị muốn chuyển vào các tỉnh thành khác hoặc trong Sài Gòn thì Hà Nội Ca sẽ hỗ trợ toàn bộ tất cả các chi phí liên quan việc rút hồ sơ và sang tên vào tên chính chủ cho anh chị nhé. Đây, hãy nhìn lại về cái thiết kế của Lexus ES250/2019, phải nói là rất sang trọng. Đấy. Cái điểm nhấn ấn tượng nhất của dòng xe Lexus thì có lẽ là về cái la răng con suốt, nó xuyên suốt trong tất cả các mẫu xe mà Lexus phân phối. Đèn 3 bi full LED này, cực kỳ thông minh, có thích ứng. Đấy. Ở phía dưới logo này mình có một cái hệ thống radar phục vụ cho cái việc hỗ trợ giữ làn đường cũng như là phanh khoảng cách. Những cái đường nét thiết kế nó mềm mại và nó nhẹ nhàng hơn so với những chiếc xe đến từ nước Đức. Nằm phía dưới nắp máy này thì chúng ta vẫn có một khối động cơ, Nghĩa nghĩ là sẽ phù hợp với những khách hàng mà không quá quan tâm về cái việc tăng tốc đột ngột của những cái mẫu xe như thế này. Khách hàng cần một chiếc xe vận hành êm ái, bền bỉ, cách âm tốt, nội thất tiện nghi tuyệt vời thì Lexus ES250 sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Nghĩa sẽ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng ngó qua một chút về khoang không gian nội thất của chiếc xe này. Đây chính là khoang không gian của hàng ghế thứ hai trên chiếc Lexus ES250/2019. Anh chị có thể thấy là xe thì màu đỏ này, nội thất màu nâu, cực kỳ bắt mắt, rất là sang. Đấy. Các chi tiết da này rất là êm, mềm. Cái điểm đặc trưng nhất của Lexus so với các mẫu xe sang của Đức khác, ví dụ như là BMW, này, Audi hay Mac, đấy là cái sự hoàn thiện và tinh tế ở trong nội thất. Ghế da sẽ mềm hơn này, những đường kim mũi chỉ này khâu một cách phải nói là xuất sắc. Các chi tiết ốp gỗ này thì trải qua rất nhiều các quá trình qua bàn tay của các nghệ nhân Kagami và chúng ta mới có một cái độ hoàn thiện tuyệt đối như thế này. Chia sẻ với anh chị một chút về cái việc ví dụ như là tại sao Lexus họ luôn đề cao cái tính thủ công trong thiết kế và rất chỉn chu từng chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như ghế này, đấy, may hoàn toàn những cái đường kim mũi chỉ như thế này này. Da này sẽ được lọc qua một cái quá trình rất là lâu dài, cùng với đó là cái form dáng thiết kế của ghế những chiếc mẫu xe Lexus này thì được phát triển bởi những bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, do đó là cái cảm giác khi mình ngồi những chiếc xe Lexus nó luôn mang đến một cái sự thoải mái, một cái sự dễ chịu cho tất cả từng cái đường gân, từng cái thớ thịt của mình, và đấy là một cái điểm cực kỳ đặc trưng của Lexus so với những mẫu xe khác. Những tiện nghi khác ở hàng ghế thứ hai trên chiếc xe này thì có thể kể đến nó bệ tì tay này, khay để cốc này, có cửa gió điều hòa đa vùng độc lập này, có cổng sạc sạc nhanh cho tất cả các vị trí. Và ở đây anh chị có thể thấy là so với chiếc xe E200 mà Nghĩa vừa giới thiệu thì cái phần trục các đăng trên mẫu xe này nó thụt hẳn xuống, bởi vì Lexus ES là một mẫu xe dẫn động cầu trước, mình sẽ không bị cản trở bởi cái việc trục các đăng nó quá lớn trên cái hàng ghế thứ hai. Thì đây cũng là một trong những điểm Nghĩa nghĩ là mình sẽ đánh đổi một chút. Đấy, xe dẫn động cầu trước thì hàng ghế thứ hai mình ngồi nó không bị vướng, nó không cận chân, đặc biệt là cái vị trí ở chính giữa này. Ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, vô lăng điện. Đấy, ghế lái sẽ nhớ 3 vị trí anh chị nhé. Start up khởi động thông minh. Đây sẽ là toàn bộ cái khoang không gian cabin của chiếc Lexus ES250/2019. Nhìn chung thì nó không có quá nhiều sự thay đổi so với chiếc xe Lexus ES250/2017 mà quý anh chị các bạn chúng ta vừa theo dõi. Vẫn là ghế như vậy này, phối tông màu rất xuất sắc, màu cực kỳ đẹp. Đấy, những cái chi tiết này hay là phần màn hình cỡ lớn này, có đồng hồ,
của thương hiệu Lexus cực kỳ đẹp này. Và mọi cái chi tiết thiết kế này thì mà nó đạt được cái độ thẩm mỹ, cái tính tiêu chuẩn rất là cao luôn. Anh chị chắc chắn sẽ có một cái trải nghiệm rất thú vị khi mình cầm lái chiếc xe này. Và Nghĩa cũng bật mí với anh chị một chút là chiếc xe này 2019 và mới chỉ lăn bánh có chưa tới 2 vạn km thôi. Nó không khác gì xe mới cả. Xe cũng được trang bị rất nhiều tính năng thông minh đấy, những cái tiện nghi tuyệt vời, ví dụ như vô lăng này, có chỉnh điện này, có nhớ vị trí này, có lẫy chuyển số trên vô lăng này, rồi là có rất nhiều các nút bấm tùy chọn ở đây, đặc biệt là về các tính năng an toàn như là giữ làn này, cruise control adaptive này, phanh khoảng cách. Đấy, chế độ lái thì mình sẽ chỉnh trên cái vị trí này, sẽ có 3 chế độ là Eco, Normal và Sport, phù hợp với tất cả những cái kiểu lái xe của quý anh chị khách hàng. Chúng ta thích một cái sự nhẹ nhàng, êm ái, tiết kiệm, Eco sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Mọi thứ cứ bình bình đi thì Normal sẽ là cái chế độ lái mà nhiều quý anh chị các bạn lựa chọn. Còn Sport cũng sẽ mang đến những cái trải nghiệm về cái chân ga khá hợp lý. Màn hình giải trí rất là lớn 12.3 inch, chúng ta điều chỉnh qua cái chatpad ở dưới này. Đấy, và lùi xuống dưới là toàn bộ liên quan đến hệ thống quạt gió điều hòa này, làm mát sưởi sấy ghế, đấy, cổng sạc này, rồi là sạc không dây, hộc để đồ, chúng ta sẽ có tất cả trong cái vị trí này. Số 8 cấp phanh tay điện tử dẫn động cầu trước, phải nói là vận hành êm ái này, tiết kiệm này, nhiều option này, an toàn này, tính thẩm mỹ và cái điểm đặc thù trong thiết kế, đấy là những cái điểm nổi bật của dòng xe Lexus. Còn quên một điểm rất quan trọng nữa, đấy là khả năng cách âm. Thì Nghĩa cũng mong là anh chị sẽ sắp xếp thời gian chúng ta ghé qua Hà Nội Ca một chút tại địa chỉ số 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, trực tiếp cầm lái và cảm nhận 3 mẫu xe này để anh chị có thể thấy được cái khả năng cách âm của Lexus ES nó tốt như thế nào. 2 tỷ 330 triệu bao toàn bộ tất cả các chi phí rút hồ sơ sang tên và vận chuyển xe tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Mức giá này thì chúng tôi chỉ áp dụng trong thời điểm thứ bảy nó đang phát sóng thôi. Nếu anh chị và các bạn đang quan tâm về một chiếc xe sedan hạng sang cỡ trung lướt gần đây thôi, di chuyển có 2 vạn km thì Lexus ES 2019 này chắc chắn là sự lựa chọn cực kỳ phù hợp. Và nếu anh chị nào đang có một chút về yếu tố tâm linh, màu mệnh thì màu đỏ này sẽ rất hợp với anh chị và các bạn chúng ta, những người mà sinh ra mệnh hỏa hoặc mệnh thổ kiểu như mình. Mỗi tội là mình chưa có đủ tiền để sở hữu những mẫu xe như thế này thôi. Anh chị và các bạn chúng ta ghé qua Hà Nội Ca để xem trực tiếp chiếc xe này nhá. Như vậy Nghĩa vừa gửi tới quý anh chị và các bạn 3 chiếc xe cực kỳ xuất sắc ở trong chương trình thứ 7 đặc biệt Hà Nội Ca. Với mỗi chiếc xe bán ra thì Hà Nội Ca chúng tôi luôn cam kết về chất lượng cũng như tính pháp lý, không có bất kỳ một tranh chấp nào cả. Về chất lượng của mỗi chiếc xe mà Hà Nội Ca bán ra thì Nghĩa luôn khuyến cáo anh chị và các bạn chúng ta nên đưa đến những cơ sở uy tín, những gara hoặc là đại lý chính hãng để quý anh chị và các bạn có thể check kỹ lưỡng hơn về chất lượng của xe. Và vẫn như thường lệ, tất cả những chiếc xe bán ra chúng tôi luôn cam kết bằng văn bản. Nghĩa xin phép điểm danh lại một lần cuối cùng trước khi kết thúc video về giá của 3 chiếc xe này. Lexus ES 250/2019 giá chỉ còn 2 tỷ 330 triệu. Mercedes E200/2017 giá chỉ còn 1 tỷ 399 triệu. Và Lexus ES 250/2017 giá chỉ còn 1 tỷ 680 triệu. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi Hà Nội Ca và đến với Hà Nội Ca vào mỗi chương trình thứ 7 đặc biệt. Nghĩa xin phép được dừng video tại đây và mọi thông tin chi tiết về 3 chiếc xe này cũng như là mức giá ưu đãi khuyến mại thì quý anh chị lưu ý giúp Nghĩa là sẽ chỉ áp dụng cho những khách hàng nào liên hệ trong thứ 7 thời điểm video này phát sóng hoặc để lại thông tin liên hệ ở phía dưới phần bình luận trong mỗi video này. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều và đừng quên đăng ký kênh Hà Nội Ca. Chúng tôi sẽ sớm trở lại với những video chi tiết hơn về các mẫu xe mới nhất ở cửa hàng cũng như chương trình thứ 7 ngày vàng.